Kaigreene là nhân vật vô cùng nổi tiếng trong làng thể hình thế giới. Anh được biết đến là người luôn về nhì trong cuộc thi Mr. Olympia. Tuy không phải là người luôn chiến thắng trong các cuộc thi, nhưng Kaigreene có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới thể hình và trở thành động lực tập gym với rất nhiều gymmer khác. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với bạn một số thông tin về anh chàng Kaigreene này và lịch tập gym của anh ta nhé. Kaigreene là ai? Kaigreene được nhiều người biết đến là một vận động viên thể hình chuyên nghiệp, một huấn luyện viên cá nhân, một nghệ sĩ với vai trò là một diễn viên. Anh sinh ngày 12 tháng 7 năm 1975 tại New York, Hoa Kỳ. Tuổi thơ của Kaigreene không được êm đềm như bao người. Năm 6 tuổi, Kaigreene phải đến trung tâm tị nạn và được chăm sóc, nuôi dưỡng bởi những người ở đây. Kaigreene phải đến sống ở nhiều nhà. Vì sự tự ti và mặc cảm về bản thân, Kaigreene khá nổi loạn. Năm 13 tuổi, Kaigreene bắt đầu đi tập gym với mục đích để giải tỏa những nỗi buồn bực trong cuộc sống. Cô giáo dạy Anh văn lớp 7 của Kaigreene đã nhận ra sự tăng trưởng và phát triển thể chất của anh nên đã động viên Kaigreene tập luyện để trở thành một vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Tập luyện thể hình đã trở thành công cụ để thay đổi cách sống của Kaigreene và tạo niềm tin cho anh chàng thanh niên này. Nhờ tập luyện hăng say và có cho mình quyết tâm cao độ, Kaigreene đã giành được giải LPC 1999. Sau khi nghỉ tập vài năm, Kaigreene tiếp tục giành giải trong cuộc thi LPC 2004. Từ chiến thắng này, anh đã trở thành một vận động viên thể hình chuyên nghiệp IFBB. Đến năm 2011, Kaigreene giành giải vô địch New York Polo 2011. Sau chiến thắng này, anh được tham dự cuộc thi Mr. Olympia trong 3 năm liên tiếp từ năm 2012 đến năm 2014 và Kaigreene đều xếp thứ 2 ở cuộc thi danh giá này, chỉ đứng sau mỗi Philip. Thông tin cơ bản của Kaigreene: Facebook, Instagram, Twitter và YouTube của anh chàng này mình để dưới phần mô tả nhé. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, quái vật thể hình Kaigreene đã giành được rất nhiều danh hiệu cao quý. Năm 2013, anh xuất hiện trong bộ phim tài liệu Generation Iron và đến năm 2015 đã có nhãn thực phẩm bổ sung riêng. Kaigreene trải qua thời thơ ấu không mấy êm đềm ở New York. Lên 6 tuổi, anh trở thành trẻ mồ côi và sau đó được nuôi dưỡng ở nhà tình thương trong suốt 10 năm liền. Vốn có một xuất thân không mấy ấn tượng, Kaigreene đã vất vả trong việc đi tìm chỗ đứng trong xã hội. Anh sống với mặc cảm rằng mình đã bị đẩy ra bên lề cuộc sống. Chính mặc cảm này đã khiến Kaigreene trở thành một đứa trẻ cá biệt. Cả nhà trường lẫn nhà tình thương gần như không chịu nổi sự lội loạn của cậu bé này. Bước sang đấu trường lớn, Kaigreene đã gặp phải một số vấp ngã. Tuy nhiên, anh nhanh chóng thích nghi với độ cạnh tranh khốc liệt và trở thành vận động viên chuyên nghiệp của IFBB vào năm 24 tuổi. Thành công tìm đến với Kaigreene một cách chậm chạp. Kai quyết định ngừng thi đấu một thời gian trước khi trở lại thi đấu vào năm 2005. Lúc này anh đã 30 tuổi. Ở giải thi đấu đầu tiên kể từ lúc anh trở lại, Kai đứng ngoài top 10. Trong 4 cuộc thi diễn ra sau đó, chỉ một lần anh nằm trong top 3. Đến năm 32 tuổi, anh mới chiến thắng cuộc thi chuyên nghiệp đầu tiên. Cuộc thi này là bàn đạp để Kai tiến một bước dài trong sự nghiệp. 9 cuộc thi mà anh tham gia, anh đã đem vào 6 cúp vô địch, bao gồm Arnold Classic năm 2009. Đến bây giờ vẫn là chiến thắng lớn nhất mà Kai từng giành được. Kaigreene có một giấc mơ chưa thành hiện thực, Mr. Olympia. Cho tới bây giờ, Mr. Olympia vẫn còn xa tầm tay với Kai. Philip là một bước tường thành vững chãi mà Kai không có cách nào vượt qua. Đang khi đối thủ số 1 đang hướng đến tượng vàng xa đao thứ 9, Kaigreene vẫn còn tìm tượng vàng đầu tiên cho riêng mình.
Bên cạnh thể hình, một đam mê khác của Kai là nghệ thuật. Anh là một nghệ sĩ thị giác và từng mở triển lãm vào năm 2011. Kai từng thử nghiệm nhiều dạng thức nghệ thuật khác nhau, xuất hiện ở đường phố với những trang phục độc đáo gây ấn tượng với người đi đường. Mặc dù chưa thể hiện là Mr. Olympia như mong đợi, sức ảnh hưởng của Kaigreene đối với giới thể hình không thể chối cãi. Chính vì tinh thần vươn lên thoát khỏi nghèo đói và cá tính mạnh, Kaigreene được mệnh danh là dã thú làng thể hình. Lời khuyên của Kaigreene đến cho các gymer: hãy tin vào chính mình, chính là thông điệp mà Kaigreene muốn gửi đến tất cả các bạn yêu thích bộ môn thể hình trên thế giới. Cuộc đời của Kaigreene rất vất vả, anh không biết cha mình là ai, mẹ thì bỏ anh từ khi anh còn nhỏ và anh phải sống bằng tiền trợ cấp của thành phố New York. Kaigreene đã từng sống trong nghèo đói, bị bao vây bởi các tệ nạn xã hội, giang hồ, phải sống trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng kể từ khi biết đến gym, biết đến thể hình thì Kaigreene đã nhìn thấy mục tiêu sống, đã nhìn thấy tương lai, thấy ước mơ và quyết tâm theo đuổi con niềm tin cháy bỏng. Để trở thành một quái vật thể hình thực sự không hề dễ dàng gì về Kaigreene. Anh luôn phải lăn lộn đủ việc để có tiền ăn uống và tập luyện. Có những thời gian không có ở nhà, sau khi tập luyện xong, Kaigreene ngủ ngay tại phòng tập. Con đường tập luyện thể hình gian nan vất vả là vậy, nhưng cũng không ai động viên anh, thậm chí nhiều người ngăn cản Kaigreene. Mặc dù vậy, anh vẫn có niềm tin vào bản thân. Anh luôn cố gắng và quyết tâm từng ngày, luôn tin tưởng vào chính mình. Sau bao nhiêu cố gắng, vất vả thì Kaigreene đã trở thành con quái vật vĩ đại nhất trong làng thể hình với 3 lần vô địch Arnold Classic và 3 lần đứng trong top 3 Mr. Olympia. Lịch tập của Kaigreene. Có thể nói, nhân vật Kaigreene thực sự là tấm gương, là người truyền sức mạnh và niềm tin cho các bạn trẻ yêu thích một môn thể hình. Kaigreene được mệnh danh là kẻ về nhì vĩ đại, mặc dù anh không phải người vô địch, nhưng hình ảnh của anh luôn được công chúng đón nhận và khâm phục. Với những thông tin chia sẻ trên đây, hy vọng nó hữu ích và giúp bạn hiểu rõ hơn về Kaigreene. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!